Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước đã ban hành cơ chế chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và thành lập ban điều hành thực hiện dự án 8 cấp tỉnh, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Với sự nỗ lực tham mưu của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự phối hợp từ các ban ngành, các nhiệm vụ của dự án 8 trong thời gian qua đã được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Tại mỗi cấp hội phụ nữ trong tỉnh, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Được triển khai dự án 8 thì các cấp hội phụ nữ cũng vào cuộc quyết liệt. Chúng tôi cũng chỉ đạo cả bề rộng, cả chiều sâu và được trẻ em phụ nữ rất là nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt là 6 cái địa bàn mà được thụ hưởng ở dự án 8. Thế và trong đó thì mặc dù là thời gian rất là ngắn với những cái kết quả bước đầu còn rất là nhỏ bé thôi, thế nhưng mà cũng đã thay đổi được cái nếp nghĩ cách làm và xóa bỏ được phần nào cái định kiến giới tại cơ sở và được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất là cao. Và tôi cho rằng đó là cái dấu ấn rất là quan trọng để thay đổi cái nếp nghĩ cách làm cho trẻ em phụ nữ tại cơ sở. Cho đến thời điểm này, 5 trên 9 cái chỉ tiêu của giai đoạn đã cơ bản là hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Chúng tôi đã thành lập được 195 tổ truyền thông cộng đồng, vận hành và củng cố 192 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Thế và xây dựng được 27 mô hình thủ lĩnh của sự thay đổi. Trong đó thì chúng tôi cũng có tổ chức được 36 cái buổi đối thoại đối với chính quyền cấp xã, với những chính sách đối với ở cấp xã và các cái tổ thôn, cụm thôn bản. Và đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức được 193 lớp tập huấn, trong đó để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, cho già làng trưởng bản xóa bỏ cái định kiến giới. Thế và trong cái lớp tập huấn đó thì có rất nhiều các cái già làng trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng tham gia và họ là nòng cốt để tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới tại cơ sở. Để đạt được những kết quả như trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã có những nỗ lực và kinh nghiệm triển khai thực hiện cụ thể. Đây là thời điểm đầu tiên có thể nói là đột phá khi mà phụ nữ được chủ trì triển khai một trong 10 dự án của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội của đồng bào dân tộc miền núi. Thế thì chúng tôi đã kịp thời tham mưu với Ủy ban tỉnh thành lập ban điều hành dự án cấp tỉnh. Ở trong đó thì đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng ban điều hành dự án, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là phó trưởng ban thường trực ban điều hành dự án, với rất nhiều các đồng chí lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân của 6 huyện tham gia. Đối với ban điều hành dự án thì chúng tôi tham mưu là họp thường xuyên mỗi một năm để chúng tôi xây dựng, đầu tiên là chúng tôi xây dựng kế hoạch dài hơi, kế hoạch cho cả giai đoạn, sau đó là hàng năm thì xây dựng kế hoạch, cuối năm là chúng tôi hội nghị đánh giá kết quả cũng như là bàn các cái giải pháp để thực hiện các cái chỉ tiêu cho giai đoạn tiếp theo. Thế và kịp thời tham mưu với ban điều hành dự án cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung và tháo gỡ khó khăn về những cái hướng dẫn của trung ương, của tỉnh để kịp thời cho cơ sở thực hiện triển khai dự án. Cái bài học thứ hai mà chúng tôi rút ra được đó là vận dụng linh hoạt cái sự tạo điều kiện, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cái sở ngành liên quan. Ví dụ như là chúng tôi tổ chức thành lập các cái tổ truyền thông cộng đồng, thì ở đó chính quyền địa phương rất là quan tâm, hỗ trợ và đặc biệt là các cái đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là các cái bác bí thư chi bộ, trưởng xóm tham gia vào ban điều hành của cái câu lạc bộ đó, cho nên là cái việc truyền thông rất là hiệu quả. Thế rồi là câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi thì chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ với sở giáo dục, đơn vị có chuyên môn chỉ đạo hướng dẫn, trong đó thì chúng tôi thành lập và được các em học sinh và các thầy cô giáo hưởng ứng rất là tốt. Đấy là một số những cái phối hợp mà chúng tôi rút ra được. Nếu như để một mình phụ nữ đơn thương độc mã thì chắc là sẽ rất khó thành công để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu này. Một cái kinh nghiệm thứ ba chúng tôi rút ra được đó là chúng tôi có một đội ngũ cán bộ hội các cấp rất nhiệt tình, năng động, trách nhiệm, đi sâu, đi sát cơ sở và cầm tay chỉ việc với chị em hội viên phụ nữ, đặc biệt là cái đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở cũng vậy, họ là nòng cốt của phong trào và đây chính là các cái tuyên truyền viên rất là tốt tại cộng đồng để xóa bỏ định kiến giới.
thực hiện tốt các cái chỉ tiêu mà dự án 8 đã đạt được. Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn vướng mắc khi thực hiện triển khai dự án 8 tại địa phương. Đối với những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ấy, thì thứ nhất là trong cái chúng tôi muốn nói đến hướng dẫn 04 của Trung ương hội có những cái nội dung mà hướng dẫn cũng chưa rõ ràng, chưa cụ thể, cho nên là nó gây khó khăn cho cái việc triển khai và vận hành các cái mô hình ở cơ sở. Cái khó khăn thứ hai đó là thông tư 55 của Bộ Tài chính, thì trong đó cũng có quy định các cái mức chi, các cái đối tượng chi nó cũng chưa cụ thể rõ ràng, và thậm chí là giữa hướng dẫn 04 của Trung ương hội và thông tư 55 cũng chưa thống nhất, cho nên là sẽ rất là khó khăn trong cái việc triển khai vận hành hoạt động ở cơ sở. Chúng tôi muốn kiến nghị với Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sớm ban hành hướng dẫn. Chúng tôi thì cũng đã có đề xuất khá là cụ thể rồi, nhưng mà sớm ban hành hướng dẫn, đặc biệt là cái mô hình 4.0 là cái mô hình mà Thái Nguyên đang gặp rất là nhiều khó khăn, và có thể là cái chỉ tiêu đó khó đạt được so với cuối giai đoạn, thì cũng mong muốn là Trung ương sớm ban hành cái hướng dẫn để chúng tôi vận hành tại cơ sở, tại cộng đồng. Cái nội dung thứ hai đó là chúng tôi muốn là Trung ương cũng thống nhất trong cái hướng dẫn báo cáo số liệu, bởi lẽ là chúng tôi là thành viên của ban điều hành dự án, khi họp với ban dân tộc thì ban dân tộc tỉnh yêu cầu những số liệu rất khác so với hướng dẫn của Trung ương hội, cho nên chúng tôi cũng rất là muốn Trung ương hướng dẫn chi tiết hơn, cụ thể hơn để đồng bộ thống nhất trong công tác là thống kê báo cáo số liệu của tỉnh. Thứ ba nữa là chúng tôi muốn là mở rộng cái địa bàn cũng như đối tượng của cái mô hình thủ lĩnh của sự thay đổi, để cho hỗ trợ cho các em học sinh được tham gia, được tiếp cận dự án nhiều hơn. Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số vượt qua được mọi rào cản trong tiếp cận và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, từ đó nâng cao vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để hội thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của tổ chức, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ kết quả của công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các ban ngành liên quan, đã và đang góp phần cho việc triển khai dự án 8 trong chương trình mục tiêu quốc gia đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo đáp ứng các nội dung tiêu chí đề ra.